Vâng, thưa quý vị, để cho quý vị không bỏ lỡ những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong 24 giờ qua trong nước và quốc tế, ban biên tập của chúng tôi đã cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ hiện nay ở Trung Quốc đã khiến 56 người chết và thiệt hại 10 tỷ USD. Trung Quốc lại sắp thông báo tại thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc, thiệt hại kinh tế trực tiếp do mưa lũ gây ra đã lên tới 65,5 tỷ nhân dân tệ. Hiện đã có ít nhất 56 người chết và tỉnh Hà Nam vẫn đang đếm số người thương vong. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, tính đến ngày 18 tháng 7 năm 2023, mưa lớn và ngập lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã khiến ít nhất 56 người chết và 495.000 người phải sơ tán tạm thời. Trong đó, riêng thành phố Trịnh Châu, thủ phủ Hà Nam, ít nhất 51 người chết. Mưa lũ đã gây hư hại cho hơn 44.209 hecta hoa màu tại thành phố này, gây ra tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới 65,5 tỷ nhân dân tệ. Theo hãng tin AFP, số người chết do mưa lũ ở Hà Nam có thể tăng thêm. Các quan chức tỉnh Hà Nam nói với phóng viên rằng tỉnh này vẫn đang đếm số người thương vong. Truyền thông Trung Quốc cho biết nước này đã triển khai máy bay không người lái để hỗ trợ công tác liên lạc khẩn cấp và đánh giá thiệt hại ở những khu vực bị mưa lũ ảnh hưởng. Trung Quốc đã triển khai 25.000 binh sĩ, cảnh sát vũ trang và dân quân tới hỗ trợ tỉnh Hà Nam. Họ đang chạy đua với thời gian để đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng triển khai nhóm lính cứu hỏa thứ hai từ 8 tỉnh tới tham gia công tác cứu hộ. Trịnh Châu, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất do mưa lũ ở Hà Nam, đang tăng tốc đưa cuộc sống trở lại bình thường khi nước lũ ở một số nơi bắt đầu rút xuống. Ngày 18 tháng 7 năm 2023, lính cứu hỏa tiếp tục hút nước bùn ra khỏi các đường hầm. Nhiều công ty nước ngoài gồm nhà sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản có cơ sở sản xuất ở Trịnh Châu. Ngày 18 tháng 7, Nissan cho biết đã khởi động lại hoạt động sản xuất tại nhà máy của họ ở thành phố này, theo hãng tin Kyodo. Tuy nhiên, theo truyền hình truyền thông Trung Quốc, dự báo bão số 4 sẽ đổ bộ vào Trung Quốc và tiếp tục gây mưa lớn cho nhiều khu vực ở tỉnh Hà Nam trong những ngày tới. Cụ thể, Trung tâm Khí tượng ra Trung Quốc dự báo bão số 4 đổ bộ vào Chiết Giang, tỉnh ven biển phía đông Trung Quốc cuối tuần này, có thể mang tới lượng mưa lên đến 300mm. Ở một số khu vực phía đông Trung Quốc. Tin bão mới nhất, bão số 4 bồi thêm mưa lũ dọc phía đông Trung Quốc. Tin bão mới nhất ngày 18 tháng 7 năm 2023 cho biết bão số 4 có thể gây ra những tác động thảm khốc dọc theo bờ biển phía đông Trung Quốc. Bão số 4 đang hướng vào bờ biển phía đông Trung Quốc sáng ngày 18 tháng 7 năm 2023 giờ địa phương. Dự báo bão số 4 có thể tăng cấp, gây ra những tác động thảm khốc tiềm tàng cho khu vực, trong đó có thành phố cảng Thượng Hải. Tin bão mới nhất sáng ngày 18 tháng 7 năm 2023, bão số 4 đang tác động ở phần cực nam của quần đảo Ryukyu của Nhật Bản. Cơn bão có sức gió duy trì trong 10 phút khoảng 138 km/h, tương đương với cơn bão cấp 2 trong thang bão. Bão số 4 được dự báo mạnh lên khi di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2023. Nhưng những khả năng thay đổi khi gặp một số môi trường cản trở hệ thống thời tiết nhiệt đới. Bão số 4 sẽ di chuyển vào khu vực có gió đứt tăng vào cuối tuần này. Điều này khiến cơn bão không tăng cấp nhanh khi tiến vào phía đông Trung Quốc. Nhà khí tượng học Marie Weber của AccuWeather giải thích. Các nhà khí tượng học Weather dự báo bão số 4 sẽ tăng cấp tương đương với bão cấp 3 ở lưu vực Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương, với sức gió duy trì trong 10 phút là 156 đến 181 km/h. Khi bão di chuyển qua phía đông bắc của Đài Loan, Trung Quốc, những tác động đáng kể nhất của bão số 4 được dự báo sẽ xảy ra dọc bờ biển phía đông miền Trung Trung Quốc. Khi bão đổ bộ cuối ngày 20 tháng 7 năm 2023 hoặc sáng sớm ngày 21 tháng 7 giờ địa phương, bão số 4 có thể bắt đầu giảm cường độ vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau khi bão đi vào bờ biển tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc và bắt đầu tương tác với địa hình hiểm trở. Tuy nhiên, gió giật trong bão số 4 có thể lên tới 160 đến 190 km/h dọc theo và tại phía đông nơi mắt bão đổ bộ. Gió giật mạnh từ bão số 4 có thể gây thiệt hại cho nhà cửa và cơ sở kinh doanh, làm đổ cây và mất điện. Ngoài ra, lũ lụt trên diện rộng có thể tàn phá khu vực này ở phía đông Trung Quốc. Khi bão số 4 đến bờ biển Trung Quốc, cơn bão được dự báo sẽ mất động lực di chuyển khi bão hoạt động ở khu vực bờ biển. Bão số 4 có thể kéo thêm hơi ẩm từ biển Hoa Đông vào đất liền Trung Quốc. Lượng hơi ẩm từ biển kết hợp với địa hình khu vực và tồn tại của cơn bão
Tại đây trong vài ngày có thể gây mưa diện rộng từ 450 đến 600 mm dọc theo vùng ven biển tỉnh Chiết Giang, nằm ở phía bắc nơi bão số 4 dự kiến đổ bộ. Thành phố Thượng Hải được dự báo đón lượng mưa lớn từ 300 đến 450 mm kèm theo gió giật từ 100 đến 130 km/h. Những cơn gió mạnh nhất có nhiều khả năng xảy ra vào cuối tuần này trước khi bão bắt đầu giảm cường độ. Ngoài lượng mưa kỷ lục, gió ở phía bắc bão số 4 thổi vào bờ biển phía bắc của Chiết Giang có thể đẩy nước từ biển Hoa Đông vào đất liền, gây lũ lụt ven biển đáng kể và kéo dài. Nhà khí tượng học Jack Soida của AccuWeather lưu ý, nếu bão số 4 dừng lại gần đó, lũ lụt ven biển quanh Thượng Hải và những thành phố lân cận có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Khi bão số 4 tác động dọc bờ biển phía đông Trung Quốc vào đầu tuần tới, một khu vực áp cao sẽ phát triển xa hơn vào đất liền để giảm cân bằng lượng khí áp thấp liên quan đến cơn bão. Khí áp cao này sẽ mang lại thời tiết khô ráo hơn cho tỉnh Hà Nam, nơi có lượng mưa lũ lịch sử hồi đầu tuần này. Trận mưa lịch sử 3 ngày qua đã khiến nhiều nơi ở Hà Nam chìm trong biển nước. Đây được xem là hiện tượng hiếm đến mức chỉ xảy ra một lần trong 1.000 năm. Những ngày gần đây, tỉnh Hà Nam đã phải hứng chịu một trong những trận lũ lụt kinh hoàng nhất ở Trung Quốc. Thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh có lượng mưa lên tới 622,7 mm chỉ trong 24 giờ, gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố là 640,8 mm. Trong ảnh, các phương tiện bị mắc kẹt nhìn thấy trên một con đường ngập trong biển nước sau trận lũ lớn ở Trịnh Châu. Các nhà khí tượng cho biết, hiện tượng mưa lớn xảy ra ở tỉnh Hà Nam là kỷ lục kể từ khi các số liệu được ghi nhận cách đây 60 năm. Và là hiện tượng hiếm đến mức chỉ xảy ra một lần trong 1.000 năm. Trong ảnh, nhiều tuyến phố ở Trịnh Châu bị bao phủ trong biển nước. Đến nay, mưa lớn và ngập lụt ở tỉnh Hà Nam đã gây tổn thất kinh tế trực tiếp đến 1,22 tỷ nhân dân tệ. Dự báo Trịnh Châu và nhiều địa phương khác ở Hà Nam có thể tiếp tục hứng chịu các đợt mưa lớn trong vài ngày tới. Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp địa phương, tổng cộng 376.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn, có 215.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Ảnh chụp từ trên cao cho thấy các khu vực bị ngập lụt sau trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Trận lũ lịch sử đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 8 người mất tích, trong đó có 12 hành khách tử vong trong toa tàu điện ngầm bị ngập nước ở Trịnh Châu. Trong ảnh, những người bị mắc kẹt một toa tàu điện ngầm ngập nước tuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu khi chờ cứu hộ. Nhà chức trách tỉnh Hà Nam cho biết có hơn 3 triệu người đã bị ảnh hưởng do mưa lớn vài ngày qua. Trong ảnh, các nhân viên cứu hộ đang sơ tán cư dân ở một khu bị ngập úng tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam đã phát đi hai thông báo đỏ, cảnh báo có thể có một đợt mưa lớn khác ở thành phố gồm Trịnh Châu, An Dương, Tiêu Tác, Tân Hương và 3 thành phố khác. Người dân lội trong nước ngập đến ngang lưng do mưa lớn ở thành phố Trịnh Châu. Mưa lũ cũng khiến cho Trịnh Châu bị mất điện, nước trên diện rộng. Nhiều bệnh viện phải sơ tán bệnh nhân. Tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin, bệnh viện Trịnh Châu có hơn 7.000 giường bị mất điện hoàn toàn. Cả nguồn điện dự phòng cũng bị cắt khiến bệnh viện phải chạy đua tìm cách chuyển khoảng 600 bệnh nhân nặng đến các cơ sở khác. Các bệnh nhân của bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu đang chờ xe cứu thương để chuyển viện. Cuộc sống của hàng triệu người dân ở Hà Nam bị đảo lộn do mưa lớn bất thường. Một số con sông ở lưu vực Hoàng Hà nước đang dâng cao nhanh chóng. Đường xá ở hàng chục thành phố ven sông bị ngập lụt khiến nhiều tài sản bị thiệt hại nặng nề. Trong ảnh, một chiếc ô tô bị hư hỏng sau trận mưa lớn ở Gungji. Nhiều công trình giao thông cũng bị hư hại. Dịch vụ đường sắt ngừng hoạt động. Các chuyến bay bị hủy. Nhiều trường học và bệnh viện bị cô lập do nước lũ. Một chiếc cầu bị hư hỏng do mưa lũ ở làng Rao Miao ở Gongji, tỉnh Hà Nam. Cư dân địa phương bắt đầu dọn dẹp bùn đất, kéo những chiếc xe bị mắc kẹt giải phóng đồ đạc cũ lũ lụt phá hủy. Người dân giữa đống đổ nát sau trận mưa lớn ở thành phố Gongji, tỉnh Hà Nam. Ngay khi xảy ra mưa lũ, chính quyền Hà Nam đã cử nhiều lực lượng và phương tiện ra xa cứu hộ. Các gia đình có con nhỏ được đưa lên xuồng cứu hộ để đến điểm cư trú tạm thời ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng xuồng cứu hộ sơ tán người dân gần bệnh viện tim mạch trung ương Phu Quai ở huyện Yongbu của Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Thảm họa thiên nhiên đã gây thiệt hại cho nhiều bệnh viện ở Hà Nam. Các bệnh nhân và nhân viên y tế mắc kẹt trong đều phải chờ để được sơ tán. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu là sự can thiệp của con người có thể là nguyên nhân chính kích hoạt các trận mưa lớn dài kỷ lục gây lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi.
tình trạng trái đất nóng lên làm tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan là điều đã được Ủy ban Liên Chính phủ và Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc cảnh báo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp hãy để lại trong phần bình luận video để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc của quý vị. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông đăng ký. Thời lượng bản tin đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin ngày hôm nay đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu thấy hay, quý vị hãy nhấn like, share và nhấn chuông đăng ký. Còn bây giờ, thời lượng đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.